ai cũng nói là năm 2017 là một năm rất là may mắn Thu Trang trong kinh doanh lẫn trên con đường nghệ thuật. Nhưng mà theo Trang thấy là một phần là cũng do cái sự nỗ lực của Trang bao nhiêu năm nay mình tích lũy kinh nghiệm. Lúc mà trước khi khoảng thời gian mấy năm trước á, là lúc nào tối về cũng nằm buồn, nằm khóc nhưng mà không có cho gia đình biết, tại cũng sợ gia đình lo. Ba mẹ nhiều khi cũng thấy con làm cũng không được, buồn á, thì cũng xót con. Cho nên những cái gì buồn là không bao giờ để cho gia đình biết hết, có khóc cũng khóc một mình thôi. Và lâu lâu cũng suy nghĩ là thôi, lúc mà chưa có chồng á, thì cứ nghĩ là thôi mình cứ lấy chồng cho rồi, bỏ nghề cho rồi để yên phận, chứ mình thấy làm hoài cũng không có được gì. Nhưng mà cái đó cũng là suy nghĩ thoáng qua thôi. Khi ngủ dậy giấc, ngủ dậy xong mà thấy nước mắt khô rồi thì cũng tiếp tục lại đi làm. Và cái niềm đam mê nó mình vẫn không bùng cháy. Điều mà để mà vượt qua những cái đó là cái sự yêu nghề và đam mê, và rất là yêu những cái vai diễn, nhớ những cái tiếng cười của khán giả, nhớ những cái tràng pháo tay của khán giả. Ai cũng nói là Trang thành công thì muộn, khá muộn so với những bạn cùng trang lứa với Trang. Thì cái điều đó thì Trang công nhận và thẳng thắn nói là đúng. Nhưng mà Trang thấy là, thì Trang nói đó, không có gì gọi là quá muộn hết. Đúng thời cơ thì mình nhận được một vai hay, và đúng thời cơ thì mình sẽ có một bộ phim hay và sẽ nổi tiếng. Cái đó là không có gì quá muộn hết. Và Trang nghĩ là con đường mình đi tuy chậm nhưng mà có thể là chắc. Hai cái vai ở trong phim phim Nắng là vai mẹ Mưa, và cái vai Na trong phim Chí Phèo Ngoài Truyện cũng là hai cái vai mà Trang rất là thích. Nắng, thích không? Dạ thích. Trang cảm ơn. Vai mẹ Mưa trong phim Nắng đi. Đó là một cái vai mà mọi người nói là cột sát của Thu Trang ở trên màn ảnh. Thì đó cũng đúng, tại vì nào giờ mọi người thấy Trang đóng những cái vai mà vui vui, phá không khí, đánh đá, những vai tửng tửng điên điên thôi. Nhưng mà đây là một cái vai đầu tiên, vai chính đầu tiên mà Trang đóng là vai tâm lý và bi. Trong cái phim Chí Phèo Ngoại Truyện là cái vai hành động, phải bỏ ra rất là nhiều buổi để tập cùng với Carter, để mà những cái bài đánh mình ngã như thế nào để không bị thương. Nhưng mà vẫn bị thương ở trên phim trường, và đó cũng là một kỷ niệm đau thương của Trang và anh Luật khi đóng những cái phim hành động như vậy. Nhưng mà trong lúc đóng thì Trang với Luật nói mấy mốt ai mà mời phim hành động chứ không dám nhận nữa đâu, tại vì cực quá, nói như vậy thôi. Nhưng mà khi xong rồi, coi lại cái thành quả của mình rồi, coi lại trên màn hình rồi thì mấy mốt ai mời nhận nữa đó, tại vì mình cảm thấy nó sướng cho những cái gì mà mình làm mà được mọi người công nhận. Cái này tôi làm cái thánh tượng cùi bắp á.